Chào mọi người, cứ vào giờ này mỗi ngày ta lại gặp nhau trong chương trình Big Seven Premier League. Thông tin về 7 câu lạc bộ lớn nhất tại giải Ngoại hạng Anh sẽ là chủ đề mà tôi muốn dành đến cho các bạn trong hơn 10 phút sắp tới đây. Rất nhiều thông tin thú vị. Chương trình ngày hôm nay sẽ hơi dài hơn thường lệ một chút đấy. Bởi vì trong 24 giờ qua đã có rất nhiều thông tin thú vị liên quan đến 7 câu lạc bộ hùng mạnh nhất đến từ xứ sở sương mù đây. Nhắc một chút để mọi người chuẩn bị tinh thần mà thôi. Còn bây giờ ta bắt đầu ngay nhé. Liverpool hiện đang là câu lạc bộ giữ kỷ lục giành nhiều danh hiệu Carabao Cup tại nước Anh. Tôi nhắc một chút về thành tích của họ để cho các bạn hiểu một điều rằng thi đấu bất kỳ đấu trường nào dù lớn hay nhỏ thì truyền thống của The Kop vẫn luôn là thi đấu hết mình để giành lấy vị trí cao nhất. Và đêm qua, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp cũng đã thi đấu trận bán kết lượt đi với Fulham. Khác với Chelsea ngày hôm qua, cổ động viên của Liverpool chắc chắn đã trải qua một đêm ngon giấc, ít nhất là vì kết quả của trận đấu. Trên sân Anfield rạng sáng nay, Liverpool đã giành được thắng lợi với tỷ số 2-1 trước câu lạc bộ Fulham tại đấu trường Carabao Cup. Bỏ qua hiệp một tương đối vất vả khi để William Box da Silva mở tỷ số cho Fulham ngay phút thứ 19, thầy trò huấn luyện viên Jurgen Klopp đã lật ngược thế cờ trong hiệp hai với hai pha lập công của Curtis Jones và Cody Gakpo lần lượt ở các phút 68 và 71. Với chiến thắng này, The Kop sẽ có được lợi thế rất lớn trong trận bán kết lượt về sắp tới trên sân nhà của Fulham sau đây vài tuần. Sau trận đấu, huấn luyện viên Jurgen Klopp đã có những phát biểu đáng chú ý như sau: "Tôi thật sự hạnh phúc với chiến thắng này. Bạn biết đấy, đây là một trận đấu vô cùng khó khăn dành cho chúng tôi, nhất là ở hiệp 1. Fulham là một đội bóng có kỷ luật cũng như chơi bóng rất tốc độ. Thật sự thì sự thiếu vắng của Salah và Trent đã khiến cho sức mạnh của Liverpool ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên mọi thứ đã ổn, Curtis Jones và Cody Gakpo đã giúp cho toàn đội có được chiến thắng này. Hai bàn thắng thật tuyệt vời." Conor Bradley được huấn luyện viên Jurgen Klopp đặt niềm tin khi Trent Alexander-Arnold gặp phải chấn thương. Và không phụ lòng của Klopp, ngôi sao 20 tuổi này đã có một màn trình diễn khá đáng khen trong trận đấu với Fulham vừa qua. Thi đấu chững chạc và chắc chắn, những cổ động viên trên khán đài sân Anfield rạng sáng nay đã tỏ ra vô cùng hài lòng trước phong độ của cầu thủ người Bắc Ireland. Từng là niềm hy vọng lớn lao của những người hâm mộ Manchester United về một ngôi sao có thể chấm dứt được những cơn ác mộng tại nhà hát của những giấc mơ. Tuy nhiên, chính Jadon Sancho hiện tại mới là cơn ác mộng kinh hoàng nhất dành cho những cổ động viên tại sân Old Trafford. Ngoài câu chuyện về Sancho ra, trong thời gian của nửa đỏ thành Manchester, tôi cũng sẽ cập nhật một chút về giá trị của sao mai Kobbie Mainoo vào lúc này. Nào với những người hâm mộ màu đỏ của thành Manchester, thời gian này là lúc tôi dành riêng cho các bạn đấy. Cách đây ít giờ, nhà báo người Ý Fabrizio Romano đã chính thức xác nhận thông tin ngôi sao Jadon Sancho sẽ trở lại khoác áo câu lạc bộ Borussia Dortmund tại Đức bằng một bản hợp đồng cho mượn có giá trị là 4 triệu euro. Được biết, cả hai câu lạc bộ đã thống nhất rằng Sancho sẽ quay trở lại nửa đỏ thành Manchester sau khi thời hạn của bản giao kèo nói trên kết thúc. Do đó đã không có bất kỳ một điều khoản mua đất nào được thêm vào thương vụ nói trên. Theo những ước tính từ các đầu báo lớn tại xứ sở sương mù cho biết, ngôi sao của nửa đỏ thành Manchester hiện tại là Kobbie Mainoo đang là một trong những cầu thủ có giá trị tăng tiến nhất tại câu lạc bộ. Được biết, giá trị của ngôi sao sinh năm 2005 đã tăng lên hàng chục lần chỉ sau nửa mùa giải thi đấu. Theo tính toán từ các chuyên gia tại Anh Quốc, ngôi sao người Anh đang được định giá rơi vào khoảng 40 đến 50 triệu euro. Joe Hugill sinh năm 2003, chàng trai này hiện đang chơi bóng cho các đội trẻ tại học viện của Manchester United. Dù trong mùa giải năm nay, măng non người Anh này vẫn chưa có cơ hội cùng đội một chinh chiến tại các đấu trường như Ngoại hạng Anh hay UEFA Champions League. Tuy nhiên, Hugill vẫn được huấn luyện viên Erik ten Hag cùng với đội ngũ ban huấn luyện Quỷ Đỏ đánh giá rất cao về tài năng phát triển trong tương lai. Do đó, Joe Hugill đã được Quỷ Đỏ tương thưởng bằng một bản hợp đồng mới có thời hạn đến năm 2026, kèm thêm tùy chọn gia hạn một năm. Thông tin này đã được chính trang chủ của nửa đỏ thành Manchester đăng tải trong ít giờ qua. Những cổ động viên tại nhà hát của những giấc mơ đang đặt rất nhiều niềm tin dành cho Hugill trong bối cảnh hàng công của Quỷ Đỏ đang thể hiện một bộ mặt vô cùng thất vọng từ đầu mùa giải tới giờ. Mới đây nhất, huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford là Dwight York đã có một vài chia sẻ rất đáng chú ý liên quan đến vị trí huấn luyện viên trưởng của nửa đỏ thành Manchester. Phát biểu với Footy Accumulator, cựu cầu thủ sinh năm 71 cho biết như sau. Như các bạn đã thấy rồi đấy, Manchester United đã mang về sân Old Trafford rất nhiều những huấn luyện viên từ khi Sir Alex nghỉ hưu. Tuy nhiên, họ vẫn không thể mang đến những thành công quay trở lại nơi đây. Bản thân của tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng những huấn luyện viên đó vẫn chưa phù hợp với câu lạc bộ. Zinedine Zidane mới chính là người mà đội bóng cần phải mời về làm việc. Bên cạnh đó, Dwight York vẫn đã có một vài chia sẻ dành cho giới truyền thông tại Anh Quốc khi được hỏi về trường hợp Wayne Rooney sẽ trở lại nắm quyền tại nhà hát của những giấc mơ trong tương lai. Và đây là những lời mà cựu cầu thủ 53 tuổi đã nói.
Thật sự thì mọi thứ đều có thể xảy ra trong tương lai. Tuy nhiên hiện tại hoặc tương lai gần dành cho Rooney tại đây thì không. Anh ấy hiện còn quá thiếu kinh nghiệm trong việc dẫn dắt một câu lạc bộ bóng đá. Hãy cho cậu ta có thêm thời gian để học hỏi nhiều điều hơn trước khi nói đến câu chuyện trở thành huấn luyện viên trưởng tại một trong những đội bóng lớn nhất thế giới như Manchester United. Những người hâm mộ của The Blue có lẽ cũng đang rất thắc mắc tại sao với phong độ tệ hại ở Chelsea vào lúc này, huấn luyện viên Pochettino vẫn tỏ vẻ lạc quan về tương lai của mình tại sân Stamford Bridge thế nhỉ? Câu trả lời sẽ được tôi trình bày ngay bây giờ. Theo tờ The Telegraph cho biết, mặc cho những kết quả không thật sự tích cực trong mùa giải năm nay, giới chủ của Chelsea vẫn quyết định đặt niềm tin dành cho huấn luyện viên Pochettino. Theo tờ báo này cho biết, chủ tịch Todd Bowley và ban lãnh đạo tại The Blues sẽ chỉ sa thải Pochettino nếu như huấn luyện viên này không thể giúp Chelsea về đích trong top 4 mùa này. Được biết sau khi có những tin tức về quan điểm chính thức của Chelsea về việc vẫn tin tưởng cựu huấn luyện viên của Paris Saint-Germain, nhiều cổ động viên của đội chủ sân Stamford Bridge đã tỏ ra vô cùng bất bình về quan điểm trên. Những người hâm mộ của The Blues cho rằng nếu như câu lạc bộ vẫn tin tưởng Pochettino thì thành tích của đội bóng trong mùa giải năm nay sẽ vô cùng tệ hại. Ngoài cổ động viên ra, những chuyên gia bóng đá tại xứ sở sương mù vào lúc này cũng tỏ ra không tin tưởng Pochettino. Và người dẫn chương trình nổi tiếng tại Anh Quốc là Simon Jordan cũng là một trong những cá nhân như vậy. Mới đây nhất, góp mặt trong một chương trình thể thao tại TalkSport, Jordan đã chỉ trích cựu huấn luyện viên của Tottenham rất nhiều bởi vì phong độ gần đây của Chelsea. Simon Jordan đã nói như sau: "Tôi cảm thấy rằng điều đúng đắn nhất mà ban lãnh đạo của Chelsea có thể làm lúc này đó chính là sa thải Pochettino ngay. Ông ấy tỏ ra quá bình thản trong những thời khắc quan trọng của trận đấu. Bên cạnh đó, tôi cũng rất khó chịu về cách mà Pochettino đối mặt với giới truyền thông sau một trận thua có phần tủi nhục trước Middlesbrough. Bạn không thể tươi cười như ông ấy được." Theo những cập nhật mới nhất từ chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, ban lãnh đạo của Chelsea đã dành cho ngôi sao Frankie Rodham của mình một bản hợp đồng chính thức. Được biết, Rodham năm nay mới 17 tuổi, chàng trai này là một sản phẩm đến từ học viện Cobham của Chelsea. Măng non người Anh này được huấn luyện viên đội trẻ tại đây đánh giá như là một trong những ngôi sao tiềm năng nhất của đội bóng hiện tại. Trong 24 giờ qua, những cổ động viên của Tottenham toàn nhận được những tin tích cực về đội bóng của mình thôi. Xin được chúc mừng các bạn, vì sao tôi lại nói thế? Chúng ta sẽ cùng theo dõi phần tiếp theo trong chương trình ngày hôm nay để biết được lý do nhé. Tân binh ra mắt, trụ cột trở lại, một bản hợp đồng chất lượng chính xác là những gì mà tôi sẽ mang đến cho những người hâm mộ của Tottenham trong ít giây nữa. Vừa qua, trang chủ câu lạc bộ Tottenham đã đăng tải hình ảnh đầu tiên về tân binh Timo Werner của mình. Được biết ngôi sao người Đức sẽ mang áo số 16 khi thi đấu tại đội chủ sân Tottenham Stadium. Nói với giới truyền thông sau khi gia nhập đội bóng mới, cựu cầu thủ của Chelsea đã có những phát biểu rất đáng chú ý như sau: "Postecoglou chính xác là một phần lý do khiến tôi gia nhập Tottenham. Ông ấy đã tạo cho tôi một cảm giác phấn khích khi chúng tôi nói về vai trò của tôi tại Tottenham trong tương lai. Đó là một dự án thật tuyệt vời. Tôi hy vọng mình sẽ tạo được những sự khác biệt khi thi đấu trong màu áo mới. Tôi muốn giành những danh hiệu cao quý nhất cùng với câu lạc bộ này. Mọi người hãy chờ xem những màn trình diễn của tôi trong tương lai nhé." Mới đây nhất, theo những tin tức từ chính câu lạc bộ đến từ phía Bắc London đăng tải, trung vệ Mickey van der Ven đã có một vài phát biểu rất đáng làm vui dành cho những người hâm mộ Tottenham như sau: "Đây chính xác là thời gian hoàn hảo để tôi có thể trở lại sân cỏ. Bạn biết đấy, trong thời gian tới chúng tôi sẽ có rất nhiều trận đấu tại đấu trường ngoại hạng Anh. Điều đó thật sự vất vả. Tôi hy vọng rằng toàn đội sẽ có được thể trạng cũng như là phong độ tốt nhất để mang đến những điều khác biệt trong tương lai." Bên cạnh đó, trang chủ Gà Trống thành London cũng xác nhận rằng sao mai Matthew Craig của họ sẽ gia nhập đội bóng Doncaster Rovers của League 2 theo dạng cho mượn trong phần còn lại của mùa giải. Ngoài ra, trong ít giờ vừa qua, nhà báo Fabrizio Romano cũng đã xác nhận rằng trung vệ Radu Dragosin sẽ là bản hợp đồng mới nhất mà chủ tịch Daniel Levy mang về sân vận động Tottenham Stadium trong kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay. Nói về câu chuyện Arsenal vào lúc này, chúng ta cần nói về công tác củng cố lực lượng của Mikel Arteta cùng với những người trợ lý của mình. Họ đang muốn giữ chân ai, tập thể pháo thủ đã trải qua 24 giờ qua như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu với nhau nhé. Theo những thông tin mới nhất từ tờ Gimme Sport cho biết, để tránh những sự dòm ngó từ các câu lạc bộ tại Italia với trường hợp của hậu vệ Tomiyasu Takehiro, ban lãnh đạo của The Gunners và huấn luyện viên Mikel Arteta đang lên kế hoạch để trói chân ngôi sao người Nhật Bản của mình bằng một giao kèo mới có thời hạn tới năm 2025, kèm theo đó là một năm tự gia hạn. Được biết, Tomiyasu là và người đại diện của mình đang tỏ ra những động thái vô cùng tích cực trên bàn đàm phán, và nhiều khả năng người hâm mộ của Arsenal sẽ còn được chứng kiến ngôi sao đến từ lục địa tỷ dân chơi bóng lâu dài tại đội chủ sân Emirates. Theo những cập nhật từ trang chủ câu lạc bộ Arsenal cho biết, huấn luyện viên Mikel Arteta và toàn bộ các cầu thủ đội 1 đang có mặt tại Dubai để tham gia vào chuyến tập huấn ngắn hạn của đội bóng.
Được biết Arteta cùng với những người học trò của mình sẽ trở lại Anh vào ngày 16 tháng 1 để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng 22 Ngoại hạng Anh đối đầu với Crystal Palace. Vừa qua, cựu đội trưởng Arsenal là Thomas Vermaelen đã có dịp trở lại thăm đội bóng cũ của mình. Và nhân dịp này, cựu cầu thủ người Bỉ cũng có một vài phát biểu rất đáng chú ý liên quan đến trung vệ số 1 của The Gunners, hiện tại là William Saliba. Nói với trang chủ câu lạc bộ, Vermaelen cho biết: "Saliba là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy có tốc độ cũng như là khả năng đọc trận đấu rất xuất sắc. Tôi đã thật sự kinh ngạc với những điều mà cậu ấy đã làm ở trên sân. Tôi tin rằng Arsenal đã rất may mắn khi có được sự phục vụ của William Saliba." Muốn hóa rồng thì cần phải dọn dẹp những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch sử dụng. Khác với Arsenal, Newcastle United trong giai đoạn này cần phải lên kế hoạch thật kỹ để thanh lý những cầu thủ không còn phục vụ cho đội bóng, và sau đó là đón về những bom tấn chuyển nhượng. Eddie Howe đã chuẩn bị tới đâu cho công tác nói trên rồi? Hãy cùng tôi tìm hiểu câu chuyện đó nhé! Theo những cập nhật mới nhất từ những đầu báo tại xứ sở sương mù cho biết, tiền vệ Ryan Fraser dường như sẽ là cái tên đầu tiên rời sân vận động St. James Park trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Fraser hiện đang chơi bóng tại Championship cho câu lạc bộ Southampton bằng một bản hợp đồng cho mượn từ Chick Trẻ. Tuy nhiên, dường như ngôi sao 29 tuổi đã tự cảm nhận thời gian của mình tại Newcastle đã hết. Nói với tờ Daily Echo về tương lai của mình, cầu thủ sinh năm 94 cho biết: "Tôi nghĩ thời gian của mình tại St. James Park đã kết thúc. Sau khi kết thúc giao kèo cho mượn tại Southampton, nhiều khả năng tôi sẽ chuyển đến một câu lạc bộ mới. Dù sao đi nữa, tôi cũng biết ơn những gì mà Newcastle đã mang đến cho tôi và gia đình của mình. Tôi hy vọng đội bóng sẽ có được những thành công trong tương lai không xa." Steven Gerrard, Frank Lampard, Wayne Rooney, và với tư cách làm cầu thủ của Newcastle, tôi sẽ chọn người cuối cùng là Alan Shearer. Họ đều là những cầu thủ xuất sắc hàng đầu thế giới. Bạn biết đấy, nếu như được chơi bóng cùng với họ, tôi sẽ học hỏi được rất nhiều những kinh nghiệm cũng như kỹ năng chơi bóng. Đó chính xác là những lời mà ngôi sao đang thi đấu trong màu áo của Newcastle, Bruno Guimarães, chọn khi hỏi về 4 ngôi sao mà bản thân mong muốn được thi đấu cùng trong một chương trình truyền hình được giải Ngoại hạng Anh sản xuất. Theo tờ The Telegraph cho biết, Eddie Howe cùng với ban huấn luyện của Chick Trẻ đang rất muốn mang ngôi sao Dominic Solanke của Bournemouth đến sân vận động St. James Park ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Tuy nhiên, việc Newcastle có sở hữu được Solanke ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông này hay không còn phụ thuộc vào mức giá mà Bournemouth mong muốn. Được biết, giá trị của ngôi sao 26 tuổi này được các chuyên gia bóng đá tại Anh nhận định rơi vào khoảng 50 đến 60 triệu bảng. Trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau nói về Man City. Pep Guardiola thật sự là một trong những huấn luyện viên vĩ đại nhất thế giới. Điều đó thì không ai có thể bàn cãi được. Đôi khi những ngôi sao cập bến ở danh thành Manchester không phải vì tiền. Họ đến Etihad vì Pep đang là huấn luyện viên trưởng tại đó. Vì sao tôi lại nói như vậy? Hãy để tôi chứng minh luận điểm đó với các bạn nhé. Theo những tờ báo nổi tiếng tại Anh và cả Italia cho biết, AC Milan đã cân nhắc phương án ký hợp đồng với ngôi sao Sergio Gomez của Man City theo dạng cho mượn trong kỳ chuyển nhượng mùa đông sắp tới. Nói một chút về Sergio Gomez, cầu thủ 23 tuổi này chỉ mới ra sân 9 lần trong mùa giải năm nay. Gomez hiện tại là hậu vệ trái duy nhất tại Man City. Mặc dù vậy, Pep Guardiola vẫn ưu tiên sử dụng Nathan Ake hoặc Josko Vardion thi đấu tại cánh trái hơn là ngôi sao người Tây Ban Nha. Theo tờ Tutto Mercato cho biết, mặc dù đối mặt với thời lượng ra sân hạn chế, tuy nhiên, Sergio Gomez chắc chắn sẽ ở lại nửa xanh thành Manchester, ít nhất là đến hết mùa giải năm nay. Được biết, quyết định ở lại từ cầu thủ sinh năm 2000 này được đưa ra sau khi anh được Pep Guardiola dành cho một cuộc nói chuyện riêng về tương lai tại Man City. Rodri đang thể hiện phong độ tuyệt vời của mình trong màu áo Man City, vị thế tiền vệ phòng ngự hay nhất thế giới vào lúc này của ngôi sao người Tây Ban Nha đang xây dựng tại sân Etihad là không thể bàn cãi. Tuy nhiên, theo tờ SITC cho biết, Pep Guardiola vẫn mong muốn ban lãnh đạo của The Citizen mang ngôi sao Joshua Kimmich của Bayern Munich về nửa xanh thành Manchester trong tương lai. Được biết, Guardiola tin rằng Man City cần có cả Kimmich và Rodri để có thể xây dựng được một đế chế vĩ đại như những gì mà Man United đã làm được trong quá khứ. Theo những cập nhật mới nhất từ báo chí Anh Quốc, ngôi sao của Man City Kyle Walker và cô vợ của mình là Annie Kirrer đã chính thức nói lời chia tay sau 3 năm kết hôn. Được biết, hậu vệ của Tam Sư và vợ đã có với nhau 30 người con. Vâng, hơn 10 phút đã trôi qua rồi. Hy vọng những thông tin mà tôi cùng ekip đã tổng hợp ngày hôm nay sẽ giúp bạn cập nhật được những chuyển động của 7 ông lớn tại xứ sở sương mù. Đến đây thì chương trình Big 7 Premier League ngày hôm nay xin được phép khép lại. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình tiếp theo.